Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Các cầu thủ Than Quảng Ninh ra quân với đội hình như sau. Thủ môn số 13 là Nguyễn Hoài Anh, số 2 Dương Văn Khoa, số 8 Mạc Hồng Quân, số 10 Diego Ferreira, số 14 Nguyễn Hải Huy mang băng đội trưởng, số 22 Đoàn Anh Việt, số 39 Trần Trung Hiếu, số 43 Phạm Nguyên Sa, số 77 Nghiêm Xuân Tú, số 95 Gustavo Santos và số 99 Edison Suarez. Đây là đội hình mạnh nhất của Than Quảng Ninh có thể ra quân ở thời gian gần đây. Và nó chắc chắn sẽ là một áp lực rất lớn dành cho đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội trong trận đấu này. Ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là câu lạc bộ Hà Nội ra quân với một bộ quần áo rất mới. Có lẽ họ cần một sự may mắn nào đó khi mặc bộ quần áo mới này. Mọi người đang đứng trước quả phạt này là Quang Hải. Đánh đâu! Ngân Văn Đại! Bàn thắng đến quá sớm với đội bóng thủ đô. Bất ngờ. Người kèm Ngân Văn Đại trong tình huống vừa rồi đó là Đoàn Anh Việt, một cầu thủ có chiều cao rất tốt, nhưng trung vệ trẻ này đã không thể theo sát được Ngân Văn Đại trong tình huống vừa rồi. Ngay ở phút thứ hai của trận đấu, từ quả đá phạt chất lượng của Quang Hải thì câu lạc bộ Hà Nội đã có bàn thắng mở tỷ. Mọi người đang đứng trước quả phạt này là Quang Hải. Đánh đâu! Ngân Văn Đại! Bàn thắng đến quá sớm với đội bóng thủ đô. Bất ngờ. Người kèm Ngân Văn Đại trong tình huống vừa rồi đó là Đoàn Anh Việt, một cầu thủ có chiều cao rất tốt, nhưng trung vệ trẻ này đã không thể theo sát được Ngân Văn Đại trong tình huống vừa rồi. Ngay ở phút thứ hai của trận đấu, từ quả đá phạt chất lượng của Quang Hải thì câu lạc bộ Hà Nội đã có bàn thắng mở tỷ số. Cái tên Ngân Văn Đại một lần nữa lại tỏa sáng, bàn thắng thứ ba của Ngân Văn Đại ở mùa giải năm nay. Một sự khởi đầu thực sự thuận lợi cho đội bóng thủ đô. Và có vẻ như bộ quần áo mới này đã đem lại may mắn cho đội bóng thủ đô. Và đánh đầu ngược rất hay của Ngân Văn Đại. Dù chiều cao của Đoàn Anh Việt là 1m86, nhưng trong tình huống vừa rồi anh không thể kiểm soát được khoảng không. Và đánh đầu quá kỹ thuật và không hề có lỗi của thủ môn Hoài Anh trong tình huống vừa rồi. Nhưng phải kể đến là tình huống đá phạt của Quang Hải có độ sát thương rất cao, điểm đến cực khó. Hải Huy, tốc độ của Edison rất hay, Edison đã vượt qua được Văn Kiên. Không được. Mạc Hồng Quân, Trung Hiếu xuống đây. Một cú sút tương đối chất lượng của Trung Hiếu bên phía Than Quảng Ninh, nhưng bóng lại đi đúng vị trí của Bùi Tấn Trường đã chọn sẵn. Trong bối cảnh lực lượng không được quá dày, nhưng đó chỉ là vấn đề trước mắt của trận đấu này thôi. Còn rất nhiều những vấn đề nữa cần ban lãnh đạo của câu lạc bộ Than Quảng Ninh sẽ phải giải quyết. Phản công cho Hà Nội, Giovanni rất hay. Quang Hải qua trống trái, không thể khác được. Bóng vào chân của Quang Hải, và khi anh đã chỉnh bóng sang chân trái thì nó là bàn thắng. Những đường phản công có thể nói là rất hay của câu lạc bộ Hà Nội. Nếu như Quảng Ninh đá thế này thì chuyện họ bị vỡ trận là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Những bàn thắng đến với câu lạc bộ Hà Nội thực sự là đang rất dễ dàng. Một trận đấu dễ dàng cho đội chủ nhà cho đến phút này của trận đấu. Không ai nghĩ rằng Hà Nội có thể khởi đầu đẹp đến như vậy. Phút thứ 18 của trận đấu và tỷ số là 2-0. Ngôi sao sáng nhất của Hà Nội cho đến lúc này chính là Nguyễn Quang Hải với một bàn kiến tạo và một bàn thắng. Ta cùng xem lại tình huống này. Bóng khẽ đập chân của Gustavo, nhưng có lẽ nếu như bóng không đập chân của Gustavo cũng sẽ là bàn thắng thôi. Quá nhiều không gian và thời gian để cho Quang Hải có thể chỉnh bóng và ngắm vào góc xa. Với cái chân trái rất ngoan của mình thì anh không thể bỏ lỡ một tình huống như thế này được. Và chuyển đổi trạng thái rất nhanh, công rất lớn đến từ Giovanni. Một tình huống đi bóng phá vỡ hàng phòng ngự của đội khách Than Quảng Ninh. Phút thứ 19 và 2-0 cho các cầu thủ Hà Nội. Đoàn Anh Việt đã phải nhận thẻ vàng. Đánh đầu. Dứt điểm. Và dứt điểm của Lê Văn Xuân. Tấn Tài. Và không chiến thành công của Đoàn Anh Việt. Dứt điểm. 3-0. Một cú demi volley rất hay của Lê Văn Xuân. Thật sự là quá khó cho Than Quảng Ninh rồi. Hà Nội đang chơi quá hưng phấn, họ quá thoải mái sau khi có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ hai. Và một khi Hà Nội đã là chính mình thì thực sự khó với một đội bóng như Than Quảng Ninh.
8 trận đấu kể từ đầu mùa, Than Quảng Ninh mới để lọt lưới có 3 bàn, nhưng ở trận đấu này phút thứ 24 họ đã để thua với tỷ số là 0-3. Đây có thể nói là một cú sốc đối với huấn luyện viên Hoàng Thọ cho đến lúc này. Ở tình huống dứt điểm đầu tiên thì Lê Văn Xuân đã không chiến thắng được hàng phòng ngự của Than Quảng Ninh. Nhưng ở cú sút đờ mi thứ hai, cú sút nửa nẩy bóng đi căng như kẻ chỉ, thì rõ ràng là Hoài Anh đã phải vào lưới nhặt bóng. Một cú sút có chất lượng cực cao. Đây sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất của bóng đấu này, không thể khác được. Bàn thắng đầu tiên của Lê Văn Xuân ở mùa giải năm nay. Một trận đấu hoàn toàn trên cơ của câu lạc bộ Hà Nội trước Than Quảng Ninh. Trong một quãng dài của V-League thì để những cầu thủ đã vượt ngưỡng 32 tuổi như vậy chơi liên tục sẽ là một vấn đề lớn đối với Than Quảng Ninh. Gheo Văn Ê! Còn không? Chắc chắn tỷ số sẽ là 4-0 rồi. Quá đơn giản. Một pha băng ra không kịp thời của Hoài Anh giúp cho Giovane có một bàn thắng rất dễ dàng ở những phút bù giờ cuối cùng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Tỷ số là 4-0 cho Hà Nội. Than Quảng Ninh đã vỡ trận. Ban lãnh đạo của Hà Nội đang rất vui. Những cảm xúc rất trái ngược bên phía hai bên. Như vậy là tiếng còi kết thúc hiệp 1 đã vang lên. Và một lần nữa xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của Giovane. Một hiệp đấu cũng rất hay của chân sút người Brazil, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải năm 2020. Hiệp thi đấu đầu tiên là một hiệp thi đấu hoàn toàn Hà Nội nắm thế chủ động và họ đã có 4 bàn thắng do công của Ngân Văn Đại, Quang Hải, Lê Văn Xuân. Và bàn thắng vừa rồi chúng ta được theo dõi là Giovane. Lê Văn Xuân, Giao Văn Đề, Quang Hải rất hay, chống trải, dứt điểm. Bóng đã đi đúng cái tầm chân trái của Giao Văn Đề. Nhưng hàng phòng thủ của Quảng Ninh vừa rồi đã chơi tập trung. Khả năng đánh chặn của Mau Xét là tuyệt vời. Không có lỗi việt vị. Văn Xuân, rồi, dứt điểm, không vào. Vừa rồi chỉ có thiếu may mắn thì Giovane mới không có bàn thắng thứ hai trong trận đấu này. Một pha phối hợp rất hay giữa Lê Văn Xuân và Giovane. Không hề có lỗi vượt vị của Văn Xuân cũng như Giovane trong tình huống này. Chắc chắn là như vậy. Bóng đã đi ngoài tầm với của Hoài Anh. Huấn viên Hoàng Thọ đã sử dụng cầu thủ trẻ Nguyễn Hồng Quân. Và trận đấu muộn nhất sẽ được diễn ra vào hồi 18 giờ trên sân Lạch Tray. Cơ hội cho Than Quảng Ninh, Bùi Ngọc Long. Cơ hội, dứt điểm. Không được. Lẽ ra phải là một tình huống đưa ra tuyến hai cho Trung Hiếu. Góc sút vừa rồi là quá hẹp. Tốc độ tốt đến từ Bùi Ngọc Long. Và vừa rồi có thể coi là cơ hội nguy hiểm nhất của Than Quảng Ninh kể từ đầu trận đấu. Không có lỗi việt vị của Than Quảng Ninh. Trong khi đó số điểm của Nam Định và Bình Định là 12. Nguy hiểm, dứt điểm. Không được. Vừa rồi là một tình huống chơi bóng rất hay của Bùi Kim Trường. Pha xử lý có thể nói là ngẫu hứng. Nhưng Xuân Tú đang tỏ ra khá đau. Anh đã nén đau. Và sút bóng là Diogo Ferreira. Khá nguy hiểm. Lực đi của trái bóng là khá tốt. Nhưng bóng đi chệch khung thành của thủ môn Tấn Trường. Một pha sút bóng có thể nói là tương đối chất lượng đến từ Diogo Ferreira. Thì Hà Nội cũng sẽ phải gặp một thử thách rất lớn. Đó là phải làm khách trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai. Đó sẽ là trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 10. Một thử thách thực sự. Như vậy là câu lạc bộ Hà Nội cũng đã sử dụng hết quyền thay đổi người của mình. Cơ hội. Không được.
Phản công dành cho Hà Nội. Thành Lương không việt vị. Rất hay, đối mặt Hồ Minh Dĩ. Có bàn thắng không? Không được. Và dứt điểm của Hồ Minh Dĩ ăn ra cạnh lưới. Cơ hội phản công ngon ăn dành cho đội bóng thủ đô. Edison. Cơ hội rất rõ nét để Edison có thể có bàn thắng cho riêng mình ở trận đấu này. Nhưng hàng công của các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn chưa thể có được bàn thắng. Trong khi đó, đây là một ngày thi đấu đáng quên của hàng thủ bên phía đội khách. Rõ ràng là Hồ Minh Dĩ đã băng xuống một cách hợp lệ. Chân phải không phải là chân thuận của cầu thủ này. Hoa Hùng đánh đầu. Diego Pereira đã có thể tiếp cận được trái bóng nhưng tình huống đánh đầu vừa rồi của anh đã quá nhẹ. Đây là Bruno Cunha. Không được. Phản công cho Hà Nội. Thành Lương rất thoáng, 3-2. Cơ hội rất rõ để Hà Nội có thể nâng tỷ số lên 5-0. Văn Kiên dứt điểm. Không được, bóng đi chệch cột dọc. Quyết định dứt điểm của Văn Kiên có thể hiểu được. Đội Anh đang dẫn 4 bàn. Như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên.